Chiến thần hắc ám. Chương 271, thân thế của Phi Tuyết. Liễu Phi Tuyết im lặng một lúc, sau đó lắc đầu nói: "Em không biết, nhưng mà hẳn là bọn họ sẽ ép em ly hôn." "Đúng vậy, bọn họ sẽ ép em ly hôn, em nghĩ anh sẽ cho phép sao?" Trong mắt Huỳnh Nhân đầy sát ý, "Cho nên anh không thể không đi, dù là người nhà của em nhưng ai muốn chia rẽ chúng ta thì đều là kẻ thù của anh." Anh biết gia tộc của em rất có thế lực, có lẽ sức ảnh hưởng của họ trải dài khắp cả nước, nhưng có thể những thứ mà chúng ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhưng chỉ vì bọn họ có thế lực mà anh phải thỏa hiệp để cho em tái giá sao? Chuyện này là không thể nào." Ánh mắt của Huỳnh Nhân kiên định, giọng nói sục sôi. "Anh sẽ không rút lui, người nên rút lui là bọn họ." Audio điện tử Võ Tấn Bền anh không chỉ sẽ đi cùng em đến yên lăng mà còn đưa cả con gái chúng ta theo bọn họ muốn chia rẽ chúng ta thì anh sẽ dẫn theo hai người đến cửa nhà họ và vả và vào mặt bọn họ thật mạnh có anh ở đây ai dám động vào nửa sợi tóc của em và tiểu như những lời này vô cùng kiêu ngạo hoàn toàn không để hoàng tộc yên lăng vào trong mắt liễu phi tuyết rung động đến mức không nói được lời nào cô chỉ ngây người nhìn anh nhìn vào đôi mắt kiên định của huỳnh nhân liễu phi tuyết chỉ có thể thỏa hiệp vậy cũng được có em ở đây, chắc là họ cũng không làm gì anh đâu." Ánh mắt của Huỳnh Nhân dịu lại, anh dịu dàng nói: "Bây giờ em có thể nói cho anh biết mọi chuyện được không?" Sắc mặt của Liễu Phi Tuyết phức tạp, cô biết Huỳnh Nhân đang nói về lai lịch của cô. Cô suy tư hồi lâu, sau đó ánh mắt bình tĩnh. "Anh biết bao nhiêu về em?" Huỳnh Nhân sững sờ, trong lúc nhất thời khó mà trả lời được, anh sờ sờ mũi. Tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, nhà ở Yên Lăng gặp được anh sau một vụ bắt cóc ừ tuy nhiên liễu phi tuyết không hề thất vọng trước câu trả lời này và tiếp tục nói một cách nghiêm túc rõ ràng em là người yên lăng sao lại đoạn tuyệt quan hệ với hoàng tộc yên lăng huỳnh nhân không chen vào anh đã muốn hỏi câu này từ lâu nhưng không tìm được thời điểm thích hợp nếu liễu phi tuyết luôn ở yên lăng cả hai sẽ không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào vì ba mẹ em ly hôn vì ba em lừa dối Giọng nói của cô bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu tức giận, nhưng Huỳnh Nhân lại biết đây chính là biểu hiện của việc lòng đã nguội lạnh. Cô đã hoàn toàn thất vọng về gia tộc của mình. Huỳnh Nhân chớp mắt mấy cái, có phần ngây người. Lý do này đối với những gia đình bình thường thì đúng là rất nghiêm trọng, nhưng đối với những gia đình giàu có thì lại quá đối bình thường. Hầu hết những gia đình giàu có đều liên hôn, hai người không yêu nhau thật lòng, chỉ cần có lợi cho gia đình là được, sau khi kết hôn có thể sống theo cách riêng của mình, chỉ cần đừng gây rắc rối là được. Tuy nhiên, Huỳnh Nhân lại bỏ qua một điểm, nếu chỉ là một vụ ly hôn đơn giản vì vượt quá giới hạn thì sao Liễu Phi Tuyết lại có thể đối đầu quyết liệt với gia tộc của mình như thế này? Anh chỉ nghe thấy Liễu Phi Tuyết nói tiếp. Anh biết được bao nhiêu về ba mẹ của em và Thụy Hoa? Huỳnh Nhân nhớ lại một chút, Liễu Thụy Hoa đã từng nhắc đến ba mẹ của cô ấy và Liễu Phi Tuyết. Người đàn ông đó tên là Liễu Nhược Ngu, Huỳnh Nhân chỉ biết ông ta là trưởng tộc họ liễu của Hoàng tộc Yên Lăng, ngoài ra không biết thêm gì. Tất nhiên, anh cũng từng bảo Lưu An tìm hiểu về liễu nhược ngu, nhưng hồ sơ mà anh nhận được chỉ là những khoảng trống không. Giống như Thiều Gia Nguyệt không thể tìm hiểu về Huỳnh Nhân trong 5 năm vậy. Về phần mẹ của Liễu Phi Tuyết thì không có thông tin gì cả. Liễu Phi Tuyết đột nhiên nói. Bên giờ người ngoài đều đồn đại rằng anh bám váy em. Ánh mắt của Huỳnh Nhân kinh ngạc, anh không hiểu sao cô lại hỏi câu này nhưng vẫn gật đầu ừ liễu phi tuyết trợn tròn mắt cuộc hôn nhân của ba và mẹ em cũng giống với chúng ta người ngoài đều nói là chính mẹ em đã cưới ba em lời này vừa được nói ra thì sắc mặt của huỳnh nhân có phần thay đổi anh kinh ngạc nhìn cô không thể tin được người đứng đầu hoàng tộc yên lăng lại là chàng rể ở rể nhiều năm trước cuối cùng thì mẹ của liễu phi tuyết có quyền thế lớn thế nào mẹ vợ của anh, rốt cuộc bà ấy là ai? Huỳnh Nhân không nhịn được mà hỏi. Liễu Phi Tuyết cười nhẹ. Còn nhớ khi anh họ của em gọi cho anh và nói em là ai không? Huỳnh Nhân hai mắt híp lại. Mỹ Nhân đẹp nhất hiên lăng. Đúng vậy. Giọng điệu của Liễu Phi Tuyết bình thản. Mẹ của em là Mỹ Nhân đẹp nhất yên lăng đời trước. chương 272, mang hạnh phúc đến cho em. Lời nói của Liễu Phi Tuyết thật bất ngờ và hợp lý có thể sinh ra một người phụ nữ tuyệt đẹp như Liễu Phi Tuyết, thì sao có thể xấu được. Tuy nhiên, điều mà Huỳnh Nhân không ngờ là mẹ của Liễu Phi Tuyết, mẹ vợ của anh lại là người đẹp nhất yên lăng, vậy thì phải đẹp đến mức nào. Vẻ ngoài của bà ấy không chỉ hiếm thấy trên thế gian, mà cũng rất nhạy bén, chẳng mấy chốc đã nổi tiếng khắp đất nước. Liễu Phi Tuyết nhớ lại, khi đó, những người theo đuổi bà ấy có thể xếp hàng dài từ thành Nam đến thành Bắc, nhưng cuối cùng không vừa mắt ai cả ngoài ba của em. Huỳnh Nhân không xen vào, mà yên lặng lắng nghe. Với sự giúp đỡ của bà ấy, nhà họ Liễu từ một gia tộc nhỏ bé ở Yên Lăng đã trở thành một gia đình giàu có, cuối cùng thì phát triển thành hoàng tộc, nhưng mà tất cả mọi người đều biết đằng sau ánh hào quang của nhà họ Liễu đều là do mẹ em trèo trống, bà ấy được hưởng tất cả những lời khen ngợi và hào quang, còn ba em thì sau khi kết hôn đã trở thành một người đàn ông của gia đình. Mặt mũi của Huỳnh Nhân đầy thổn thức, làm thế nào anh cũng không tưởng tượng được chuyện của ba mẹ Liễu phi tuyết lại như vậy nhưng ông ấy cũng không phàn nàn điều gì, luôn chăm chịu và chịu khó cho đến lúc có một chuyện xảy ra mới gây ra sự rạn nứt giữa hai người. chuyện gì thế? Huỳnh Nhân hỏi. đôi mắt tuyệt đẹp của Liễu Phi Tuyết không giao động, cô vô thức sờ lên cái bụng nhẵn nhụi của mình, nói: bà ấy bị vô sinh. Vẻ mặt Huỳnh Nhân lập tức đông cứng lại. anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được rằng khiếm khuyết này sẽ ảnh hưởng đến một gia đình như thế nào. dù mẹ của Liễu Phi Tuyết có xinh đẹp có năng lực đến thế nào thì không có khả năng mang thai vẫn sẽ bị người khác lên án, thậm chí là xem thường. Bởi lẽ, hôn nhân không chỉ vì tình yêu mà còn là sự sinh sôi nảy nở của con cháu đời sau và sự hưng thịnh của gia tộc. Lần đầu tiên giữa họ có xích mích, đã ẩm ý một trận. Năm ấy, em 5 tuổi. Giọng nói của Liễu Phi Tuyết rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt của cô lại dịu dàng nhìn tiểu như đang ngủ. Ba em rất tức giận vì mẹ em bị vô sinh, mà mẹ em là người tôn thờ nữ quyền, nên cảm thấy con cái không phải là điều quan trọng. Huỳnh nhân gật đầu, cuối cùng thì đây chính là sự xung đột từ trong tính cách. Đột nhiên, anh sửng sốt một chút rồi kinh ngạc nhìn Liễu Phi Tuyết. Không đúng, nếu mẹ em bị vô sinh thì sao lại có em được? Theo lời ba em kể, trước đây mẹ em có khả năng sinh sản nhưng sau khi sinh em ra, sau khi kết hôn thì bà đột nhiên bị mất khả năng sinh sản. Huỳnh nhân nhíu mày, Câu nói này có vẻ đầy đủ nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó là lạ. Liễu Phi Tuyết nói thêm: Em còn biết một điều nữa. Vào ngày mà em sinh ra đã có một cặp vợ chồng người hầu bị đuổi khỏi gia tộc. Huỳnh Nhân không bận tâm nhưng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vậy Thủy Hoa thì sao? Theo Liễu Phi Tuyết nói thì mẹ cô đã mất khả năng sinh sản sau khi sinh cô. Vậy sao lại có Liễu Thủy Hoa được? Em ấy là con của ba em và người phụ nữ khác nhưng chính em ấy cũng không biết bí mật này liễu phi tuyết nói sau khi phát hiện ra mẹ em bị vô sinh thì ba em đã lựa chọn chiến tranh lạnh đồng thời trong lúc chiến tranh lạnh ấy lại gặp được một người phụ nữ khác mẹ em không chịu đựng được sự phản bội của ông ấy trong cơn nóng giận đã ly hôn nhưng bà ấy vẫn cho ba em một cơ hội cuối cùng chỉ cần ông ấy có thể giữ được thì bà ấy sẽ không đi kết quả thì đương nhiên lại thất vọng thêm lần nữa lần này bà ấy không ở lại mà lựa chọn ra khỏi nhà và rời khỏi yên lăng mà không đòi hỏi một xu bà ấy đã không còn là người phụ nữ xinh đẹp đầy quyền lực như trước nữa chỉ còn là một kẻ thất bại trong hôn nhân mà thôi sau khi mẹ em rời đi liễu nhược ngu kế thừa nhà họ liễu dựa trên những gì mà mẹ để lại đưa nhà họ liễu lên hàng hoàng tộc ở yên lăng đồng thời còn quyết định tái hôn với người phụ nữ mới quen kia liễu thụy hoa cũng chính là con gái của họ sau khi nghe những gì Liễu Phi Tuyết nói, Huỳnh Nhân vô cùng sửng sốt, anh không ngờ mối quan hệ gia đình của cô lại phức tạp như vậy. Đây chính là gia đình của em, còn về những người như Liễu Bá Lai thì chỉ là anh em họ của em mà thôi. Sắc mặt của Liễu Phi Tuyết bình tĩnh. Khi nhà em xảy ra chuyện, bọn họ đều muốn mẹ em bị đuổi ra ngoài như yêu mà quỷ quái mà thôi. Chuyện cô kết thúc ở đây, Huỳnh Nhân nhìn Liễu Phi Tuyết với vẻ mặt phức tạp, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng sâu sắc đây là gia đình của cô cô sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cô không hạnh phúc chút nào chính ba cô là người đã tự tay phá hủy gia đình hạnh phúc ban đầu của cô giờ đây ông sắp phá hủy gia đình hạnh phúc mà cô đã vất vả mới tìm được em hy vọng anh đừng nói những chuyện này với thụy hoa đến bây giờ cô ấy vẫn còn nghĩ rằng em và cô ấy có cùng một mẹ là người phụ nữ kia liễu phi tuyết nhìn huỳnh nhân và nói em không muốn cô ấy bị tổn thương Tất nhiên là Huỳnh Nhân hiểu được ý tốt của Liễu Phi Tuyết, nhưng anh cũng có phần khâm phục tấm lòng của Liễu Phi Tuyết. Liễu Thụy Hoa hoàn toàn không phải là em gái của cô, mà là con gái của người phụ nữ mà cô ghét nhất, nhưng cô vẫn đối xử với cô ấy như em gái ruột của mình. Em biết anh đang nghĩ gì, trước đây em thật sự không thích Thụy Hoa, thậm chí còn cố ý bắt nạt cô ấy, nhưng cô ấy vẫn dính lấy em như một kẻ theo đuôi vậy. Vẻ mặt của Liễu Phi Tuyết dịu đi, từ đấy lòng em cũng chấp nhận người em gái này trẻ con là vô tội. Huỳnh nhân cũng vô cùng cảm động, không khỏi nhìn về phía tiểu như đang ngủ. Đúng vậy, trẻ con vô tội. Cô đã từng trải qua một lần gia đình tan vỡ, không thể để cô phải trải qua thêm lần nữa. Huỳnh nhân nhìn Liễu phi tuyết bằng ánh mắt đầy tình cảm, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trầm giọng nói. Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Liễu phi tuyết không giấy ruộng, mà nhẹ nhàng ôm lấy Huỳnh nhân. Chuyện này em chưa từng nghi ngờ. Sau khi biết thân phận của Liễu Phi Tuyết, không những không làm Huỳnh Nhân sợ hãi mà còn củng cố thêm quyết tâm ở lại với Liễu Phi Tuyết, không ai có thể chia cắt họ được. Không một ai. Trong chăn, Liễu Phi Tuyết kể cho Huỳnh Nhân nghe vài chuyện liên quan đến Hoàng tộc Yên Lăng. Các gia đình Hoàng tộc đều được đặt tên theo họ của họ, họ Liễu chỉ là một trong những Hoàng tộc ở Yên Lăng, trừ họ ra thì còn có 9 gia tộc khác. Tổng cộng có 10 Hoàng tộc lớn, lưng tựa tường đỏ, điều này cũng có nghĩa là một khi tiến vào yên lăng, huỳnh nhân không thể cứ xong chuyện là phủi áo ra đi như ở Minh Châu được, nhất định phải cẩn thận hơn. Thế lực của yên lăng còn lớn hơn so với Minh Châu, chỉ là một thế lực hạng 2, hạng 3 ở đó cũng có thể khiến cho bốn tộc hàng đầu ở Minh Châu phải cúi đầu khuất phục, là thế lực mạnh nhất. Năng lượng của hoàng tộc Yên Lăng thậm chí còn lớn đến mức không tưởng tượng được. Xem ra trước khi đi đến Yên Lăng, phải bình ổn được Minh Châu. Huỳnh Nhân lầm bẩm một mình. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Vân mang một tập tài liệu lớn đến trước mặt Huỳnh Nhân. "Anh Huỳnh, đây là toàn bộ giấy tờ tài sản nhà họ Thẩm của tôi. Anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì cứ ký tên bên dưới. Toàn bộ gia sản và tài sản của nhà họ Thẩm sẽ tự động chuyển sang tên anh." Huỳnh Nhân lật từng trang, khi nhìn thấy trụ sở của tập đoàn Cự Phong, đôi mắt của anh hơi nheo lại. "Trụ sở chính của tập đoàn Cự Phong vậy mà lại ở Giang Thành?" vâng thẩm thanh vân biết mọi chuyện và nói tập đoàn cự phong được phát triển nhờ vào chú dương chú dương là người giang thành nên trụ sở chính cũng đặt ở giang thành tập đoàn cự phong trước mặt anh chỉ là chi nhánh của minh châu trụ sở chính hiện giờ đang được một số gia đình giàu có ở giang thành kiểm soát một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt huỳnh nhân cậu đùa với tôi à mang một tập đoàn không hoàn chỉnh đến lừa tôi thẩm thanh vân vội vàng quỳ xuống đổ mồ hôi lạnh Thanh Vân không dám, tập đoàn cự phong có tên tuổi trong cả nước, chỉ là chi nhánh của Minh Châu cũng đủ để cho nhà họ thẩm của tôi được xếp vào hàng giàu có, tôi nghĩ đây cũng là do chú Dương để phòng thất bại mà lưu lại, cố ý tách ra khỏi trụ sở chính để anh Huỳnh có thể tập trung vào thị trường ở Giang Thành. Thật là cáo giả, nhưng cũng không sao cả. Huỳnh Nhân đột nhiên cười nhạt gõ ngón tay lên bàn. Nếu ông ta đã muốn tôi tiến quân vào Giang Thành thì tôi sẽ là theo ý nguyện của ông ta vậy trụ sở chính của tập đoàn Cự Phong do thế lực nào nắm giữ thưa anh Huỳnh là do nhà họ Mã nắm giữ ạ. À? người trong trụ sở chính của họ luôn xem thường chi nhánh của Minh Châu nhà họ Mã Huỳnh Nhân hai mắt lóe lên một chút lạnh lùng anh như đột nhiên nhớ đến chuyện gì nhanh chóng cho Thẩm Thanh Vân đi ra và bấm một dãy số ngay sau đó trong điện thoại truyền đến một âm thanh cung kính của Mã Bách Điền ông chủ có chuyện gì cần giao phó à Mã Bách Điền anh và nhà họ Mã ở Giang Thành có quan hệ gì? Huỳnh Nhân nhẹ giọng hỏi. Trong điện thoại im lặng một lúc lâu, giọng nói kìm nén sự tức giận của Mã Bách Điền truyền đến. Nhà họ Mã ở Giang Thành là quê nhà của tôi. chương 273, kế hoạch cuộc đời. Thấy suy đoán của mình là chính xác, Huỳnh Nhân khẽ nheo mắt cầm điện thoại. Mã Bách Điền quả nhiên là người nhà họ Mã. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất. Mã Bách Điền và nhà họ Mã đều có chung họ Mã, nhưng trên thế giới có rất nhiều người trùng họ nên không thể lấy đó làm nguyên nhân chính được. Nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân chính. Khi tham dự hôn lễ của Liễu Cảnh Nhiên và Văn Duy Thần, bốn gia tộc giàu có nhất ở Giang Thành đều có mặt. Mã Bách Điền không từ chối lòng tốt của nhà họ Lục và nhà họ Hạ. Thế nhưng anh ta lại từ chối nhà họ Mã. Lúc đó, điều này khiến Huỳnh Nhân có hơi khó hiểu. Không ai đánh mặt người đang cười, Câu nói này áp dụng cho tất cả mọi người trên chốn thương trường. Là người giàu nhất Minh Châu, Mã Bách Điền không thể không hiểu điều này. Nhưng anh ta lại thật sự cố tình xem nhẹ và chủ động trở mặt với nhà họ Mã. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là mâu thuẫn giữa anh ta và nhà họ Mã đã đến nông nỗi như nước với lửa, thế nên mới có thể ngay cả mặt ngoài cũng không thèm giả bộ nữa. Ông chủ, sao đột nhiên ngài lại hỏi chuyện gia đình tôi vậy? Trong điện thoại, giọng nói của Mã Bách Điền rất ngạc nhiên. Không có gì, chỉ là có một dự án cần anh phát triển ở Giang Thành. Huỳnh Nhân cười nhẹ, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, trong khoảng thời gian tới sẽ phải sống ở Giang Thành khá lâu đấy. Đầu dây điện thoại bên kia, Mã Bách Điền sửng sốt, ông chủ đang muốn trục xuất anh ta sao? Anh ta là người giàu nhất ở Minh Châu chứ không phải ở Giang Thành. Sao tự nhiên lại bảo anh ta đến Giang Thành thế này? Ngoài việc bị trục xuất thì anh ta không nghĩ ra lý do nào khác. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Huỳnh Nhân đã hoàn toàn dập tắt nghi ngờ của anh ta. Vừa rồi Thẩm Thanh Vân đã đưa ra tất cả tài sản của nhà họ Thẩm, bao gồm cả cây dụng tiền của nhà họ Thẩm là tập đoàn Cự Phong. Tuy nhiên, trụ sở chính của tập đoàn này là ở Giang Thành, hơn nữa nó đang ở trong tình trạng không có người kiểm soát. Bây giờ tôi bổ nhiệm anh là chủ tịch mới của tập đoàn Cự Phong và sẽ bắt đầu tiếp quản toàn bộ tập đoàn Cự Phong hiện tại nhà họ Mã chính là người nắm quyền ở trụ sở Giang Thành. Nếu bọn họ dám cản trở thì hãy trực tiếp trục xuất đi. Nếu bọn họ dùng biện pháp cưỡng chế thì hãy ra vẻ yếu thế rồi, giết bọn họ. Những lời này cực kỳ độc đoán, hoàn toàn không đặt nhà họ Mã vào mắt. Mã Bách Điền nghe vậy cũng bị kích động, nhiệt huyết sôi trào trong lòng. Ông chủ lớn không phải muốn lưu đầy mà là đang trọng dụng anh ta. Mặc dù nhà họ Mã có quyền lực to lớn, còn hại anh ta nhà tan cửa nát, nhưng huỳnh nhân đã cho anh ta cơ hội để tự mình trả thù mã bách điền hào hứng nói cảm ơn ông chủ tôi sẽ thu dọn đồ đạc và nhanh chóng đến giang thành tốt lắm tôi sẽ gửi văn kiện bổ nhiệm chủ tịch tập đoàn cự phong cho anh vâng cúp điện thoại huỳnh nhân đứng dậy đi tới bên cửa sổ lớn sát đất nhìn bao quát toàn bộ thành phố minh châu bằng ánh mắt thâm thúy toàn bộ khu giang chiết đang bắt tay hợp tác vậy thì cần gì phải sợ hoàng tộc yên lăng huỳnh nhân chưa bao giờ sợ hãi bọn họ, mà ngược lại, người nên sợ hãi phải là bọn họ mới đúng. Không lâu sau khi mã bách điền cúp máy, liễu phi tuyết lại vội vàng vào văn phòng. Phi tuyết, sao em lại vào đây? Trong mắt huỳnh nhân hiện lên vẻ ngạc nhiên, bình thường thì lúc này là lúc liễu phi tuyết bận rộn nhất, sao hôm nay cô lại có thời gian đến với anh thế này? Quan hệ vợ chồng của bọn họ đã được đưa ra ánh sáng công nhân và viên chức trong tòa nhà quốc tế không biết anh là chủ sở hữu của nơi này cho nên họ cũng không nghi ngờ quá nhiều vừa rồi phòng tài vụ báo cho em biết tài khoản của công ty em đột nhiên tăng lên mấy triệu chuyện này không phải là do anh dở trò quỷ đấy chứ liễu phi tuyết chừng mắt hỏi huỳnh nhân gật đầu đúng thế sao vậy quả nhiên là anh liễu phi tuyết ngồi xuống trước mặt huỳnh nhân anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả vừa rồi suýt nữa em đã gọi cảnh sát rồi. Huỳnh Nhân được một trận dở khóc dở cười. Dù là ai đi chăng nữa thì khi thấy trong tài khoản có thêm nhiều số không như vậy cũng sẽ có phản ứng đầu tiên là gọi cảnh sát. Nhưng sự thật thì số tiền này rất trong sạch, là do Thẩm Thanh Vân chuyển tới. Em cứ cầm lấy mà dùng đi, cứ dùng công khai là được. Anh cười nói, tập đoàn lệ tinh vẫn chưa được đưa ra thị trường. Một khi được niêm yết thì giá trị thị trường của nó ít nhất sẽ tăng gấp đôi biết rằng số tiền không có gì đáng nghi, Liễu Phi Tuyết nhẹ nhõm một hơi. Cô im lặng một lúc rồi mới nói. Em vẫn chưa sẵn sàng để đưa công ty ra thị trường. Tại sao? Vẻ mặt huỳnh nhân ngạc nhiên, doanh nghiệp bình thường còn không có cơ hội niêm yết, còn Liễu Phi Tuyết thì lại không muốn đưa công ty của mình ra. Anh biết là em nghĩ cho anh, nhưng em đã bao giờ nghĩ đến việc đưa công ty ra thị trường sẽ có thể huy động vốn tốt hơn chưa? thời đại tư bản đầy đường này sẽ giúp mọi người có khả năng cạnh tranh tốt hơn nhưng nó cũng có nhược điểm liễu phi tuyết nghiêm mặt niêm yết trên thị trường đồng nghĩa với việc có vốn vào pha loãng vốn cổ quyền trong tay em vị trí của em vốn đã không ổn định lắm thế nên chuyện này đối với em không tốt huỳnh nhân ngạc nhiên nhìn liễu phi tuyết anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này còn một điều nữa đó là em muốn anh đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch lệ tinh liễu phi tuyết đột nhiên nói với huỳnh nhân Huỳnh Nhân nghĩ đi nghĩ lại rồi đồng ý, đúng là anh nên quan tâm công ty của vợ mình nhiều hơn. Chuyện hệ thống, chỉ sợ một số người trong công ty em cô sẽ không phục anh thôi. Anh cười nói, bọn họ dám sao? Ánh mắt Liễu Phi tuyết lóe lên sự lạnh lùng, cô nhanh chóng trở lại bình thường, liếc nhìn Huỳnh Nhân một cái rồi nói, em để anh làm phó chủ tịch không phải vì anh là chồng em, mà là vì năm 35 em muốn nghỉ hưu, về làm một người vợ dành hết thời gian cho gia đình nghỉ hưu năm 35 tuổi. Huỳnh Nhân sướng sờ. Sớm vậy sao? 35 tuổi chẳng phải là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của một người phụ nữ đang ở đỉnh cao hay sao? Đây là kế hoạch cuộc đời em vừa mới làm tối qua. Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt của Liễu Phi Tuyết. Chẳng phải anh đã từng nói rồi đó sao? Trước kia không có anh nên em mới phải một mình xây dựng tổ ấm. Bây giờ anh về rồi, em có thể dựa vào anh rồi. Em cho anh làm phó chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh là để chuẩn bị cho anh tiếp quản vị trí của em khi em nghỉ hưu trong tương lai. Em sẽ giao lại toàn bộ tập đoàn Lệ Tinh cho anh coi như là của hồi môn. Sau 35 tuổi, em sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Quãng đời còn lại mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Liễu Phi Tuyết mỉm cười vươn một bàn tay về phía Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân rất cảm động, trong lòng có một dòng điện ấm áp chạy qua, anh cũng đưa tay ra nắm chặt tay Liễu Phi Tuyết mười ngón tay đan vào nhau đến chết cũng không buông phi tuyết anh yêu em khi màn đêm buông xuống liễu phi tuyết đến trường học đón tiểu như trong lúc đó huỳnh nhân đang vội vã đến khách sạn huy hoàng đó là một khách sạn năm sao thuộc sở hữu của nhà họ hào hào tinh húc sẽ tổ chức tiệc tại đây vào tối nay để kỷ niệm sự hợp tác thành công giữa công ty giải trí huy hoàng và tập đoàn lệ tinh chỉ có bản thân Huỳnh Nhân mới biết đây là một bữa hồng môn yến nhằm thẳng vào anh. Nhưng trước đó Đồng Ngọc Thụ đã kể lại mọi chuyện cho Huỳnh Nhân rồi. Anh đứng ở dưới lầu khách sạn, nhìn tấm biển hiệu của khách sạn Huy Hoàng với ánh mắt lạnh lùng. Nhà họ hào, hy vọng các người đừng làm chuyện ngu xuẩn gì. Nếu không, anh không ngại tiện tay xóa bỏ luôn sự tồn tại của nhà họ hào. Anh Huỳnh, vào lúc này, có một tiếng gọi nhẹ nhàng hơi ngạc nhiên vang lên từ phía sau lưng anh lê nguyệt thiền vui sướng nở nụ cười nhanh chóng đến bên huỳnh nhân cô lê huỳnh nhân lịch sự đáp lại sự xuất hiện của lê nguyệt thiền không nằm ngoài dự đoán của anh tối nay cô ấy thay mặt tập đoàn lệ tinh đến tham dự yến tiệc cô ấy còn đặc biệt mặc một bộ váy dài trang trọng trang điểm nhẹ nhàng dáng người mảnh mai đúng là một người đẹp rất nổi bật trong bữa tiệc nhưng nụ cười trên mặt cô ấy biến mất trong nháy mắt ánh mắt cô ấy hơi né tránh Lê Nguyệt Thiền lập tức giữ khoảng cách với Huỳnh Nhân. Anh Huỳnh, tôi có nghe nói về chuyện của anh và Tổng Giám Đốc Liễu. Cô ấy lấy một phong bao lì xì dày cộp từ trong túi sách ra, đưa cho anh và nở nụ cười gượng gạo chúc mừng. Tân hôn vui vẻ. chương 274, không phải bữa tiệc tốt. Một câu, tân hôn vui vẻ, này hàm chứa rất nhiều ý. Có vui vẻ chúc phúc, nhưng càng nhiều hơn lại là buồn phiền và xa sút Đường chiều nhìn thấy tất cả, anh cũng không nhận lấy tiền mừng này mà nhẹ nhàng đẩy trả về. Tôi không nhận tiền mừng này được. Vì sao? Sự thất vọng dày đặc hiện lên trong mắt Lê Nguyệt Thiền. Chẳng lẽ ngay cả cơ hội chúc phúc mà anh cũng không muốn cho tôi sao? Làm vậy không công bằng với cô nên tôi mới không nhận. Giọng nói của Huỳnh Nhân trầm thấp, anh còn nghiêm túc nhìn Lê Nguyệt Thiền. Cô Lê, cô còn trẻ, sao cứ phải sống trong quá khứ mãi làm gì chứ? Vốn dĩ chúng ta có thể dùng thân phận khác để ở chung cơ mà. Lê Nguyệt Thiền thu tiền mừng lại, cắn chặt môi rồi im lặng. Huỳnh Nhân cũng không tiếp tục chủ động khơi chủ đề này ra nữa. Phải biết rằng sau khi anh và Liễu Phi Tuyết công khai quan hệ, Lê Nguyệt Thiền đã xin nghỉ liên tục vài ngày rồi. Cô ấy chỉ biết là Huỳnh Nhân kết hôn chứ không ngờ rằng vợ anh lại là Liễu Phi Tuyết. Nếu là người phụ nữ khác thì Lê Nguyệt Thiền còn có thể cạnh tranh bằng nhan sắc và tài sản một trận nhưng trước người phụ nữ liễu phi tuyết này, Lê Nguyệt Thiền hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Bởi vì dù là nhan sắc, tài sản hay thân phận bối cảnh thì cô ấy đều bị liễu phi tuyết bỏ xa cả khoảng lớn. Hai người hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Đom đóm sao dám tranh đoạt ánh sáng với ánh trăng chứ? Thiêu thân lao đầu vào lửa, kết quả cuối cùng luôn là tự chịu diệt phong. Cho nên sự im lặng của Lê Nguyệt Thiền thể hiện rằng cô ấy đã muốn buông tay. Tôi biết rồi, Cô ấy ngẩng đầu lên cười cười với Huỳnh Nhân. Vậy sau này chúng ta là bạn phải không? Đọc truyện tại Trăm Trở Huyện, Việt, Việt Nam. Đương nhiên, Huỳnh Nhân nhẹ nhàng thở vào một hơi trong lòng. Ở Long Tức, anh là Long Chủ của nước Hạ, nhưng trên phương diện tình cảm thì anh lại chỉ là một tấm dây trắng. Nội tâm của anh đã bị liếu phi tuyết nhồi đầy từ lâu rồi, không thể chứa thêm người phụ nữ nào khác nữa. Thế nên thật đúng là anh rất sợ Lê Nguyệt Thiền bất chấp tất cả để làm phiền mình được vậy chúng ta đi vào thôi lê nguyệt thiền ừ mạnh một tiếng rồi đi vào khách sạn lớn rực rỡ cùng huỳnh nhân chỉ là huỳnh nhân không nhận ra lúc lê nguyệt thiền lên lầu trong mắt cô ấy tràn ra một giọt nước mắt trong suốt anh sẽ mãi mãi không thể hiểu được rằng khi thật sự thích một người thì sao có thể cam lòng làm bạn được đây anh huỳnh cô lê chào buổi tối đi vào khách sạn đồng ngọc thụ tây trang giày ra đi lên đón tiếp ông chủ hào đã đợi ở tầng cao nhất từ lâu rồi. Lúc nói chuyện, mặc dù thấy Huỳnh Nhân đi cùng Lê Nguyệt Thiền nhưng lúc nhìn anh, ánh mắt Đồng Ngọc Thụ vẫn rất cung kính. Vẻ mặt Lê Nguyệt Thiền đầy ngạc nhiên, cô ấy biết rõ rằng Đồng Ngọc Thụ rất ghét Huỳnh Nhân vì anh đã cướp mất vai diễn của hắn ta. Sao bây giờ lại kính cẩn thế này? Dẫn đường đi. Huỳnh Nhân thản nhiên lên tiếng, dưới sự dẫn dắt của Đồng Ngọc Thụ, anh và Lê Nguyệt Thiền cùng đi đến tầng cao nhất đèn đuốc ở tầng này sáng choang, đồ cổ bằng ngọc giải rác khắp nơi, một bàn đã được sắp xếp xong. Hào Tinh Húc đang ngồi ngay ngắn ở đó nói chuyện phiếm với Huỳnh Thăng Phát. Cũng không biết đang nói đến chuyện gì mà Huỳnh Thăng Phát cứ liên tục xua tay từ chối. Hôm nay Huỳnh Thăng Phát mặc một bộ váy liền áo vai trần thuần trắng, phối với ngũ quan xinh xắn và dáng người cao gầy, cũng chỉ có Lê Nguyệt Thiền mới có thể đỏ sắc cùng cô ta. Hào Uy khui một chai rượu vang loại tốt nhất, đang rót rượu cho Hào Tinh Húc ông chủ hào, anh Huỳnh và cô Lê của tập đoàn Lệ Tinh đến rồi. Đồng Ngọc Thụ cười cười mang Huỳnh Nhân và Lê Nguyệt Thiền tới. Cậu Huỳnh, cô Lê, sao bây giờ hai người mới đến? Tôi chờ đến sốt ruột rồi này. Hào Tinh Húc lập tức dừng nói chuyện với Huỳnh Thăng Phát, nhanh chóng đi qua nghênh đón. Mau ngồi mau ngồi. Anh Hào khách khí quá. Huỳnh Nhân cười lạnh nhạt rồi ngồi xuống cùng Lê Nguyệt Thiền. May mắn quá cậu Huỳnh à, hai nhà chúng ta có thể hợp tác với nhau một cách hoàn hảo. Đến, cậu Huỳnh, tôi mời cậu một ly. Hào tinh hút sơ ly rượu cười cười mời rượu Huỳnh Nhân. Anh cũng không nhận ngay mà nở một nụ cười cân nhắc. Hẳn là trong ly rượu này của ông chủ Hào không có độc đâu nhỉ. Xoẹt, lời này vừa vang lên, trong lòng Hào tinh hút ngay lập tức trở nên hoảng loạn, vẻ mặt giật mình nhìn Huỳnh Nhân. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Huỳnh Nhân đã biết cái gì rồi sao? đồng ngọc thụ cũng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên liếc mắt nhìn hào tinh hút một cái sao có thể chứ cậu huỳnh thật biết nói đùa hào tinh hút nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cười ha ha đáp kể từ lần trước khi tạm biệt nhà họ thiều thủ đoạn của cậu huỳnh đã khiến tôi rung động rồi từ đó về sau nhà họ hào tôi chỉ vâng giả với mình cậu huỳnh sao dám hạ độc trong rượu của cậu huỳnh chứ huỳnh nhân vỗ vỗ bờ vai ông ta híp mắt cười nói tôi chỉ đùa chút thôi, ông chủ hào đừng căng thẳng thế. Không căng thẳng, không căng thẳng. Khuôn mặt của hào tinh húc trương ra nụ cười ngượng ngập. Thấy huỳnh nhân uống xong ly rượu ông ta mời, lúc này mới dám thở phào một hơi. Chỉ một tiếp xúc ngắn như thế mà quần áo sau lưng ông ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp. Cậu Huỳnh, tôi mời cậu một ly. Lúc này Đồng Ngọc Thụ cũng đứng lên mời kính Huỳnh Nhân một ly. Cạn ly. Huỳnh Nhân không hề từ chối một ai, cứ mời là uống một hơi cạn sạch. Hào Tinh hút lạnh lùng cười, trong lòng thầm nghĩ, tên ngu xuẩn này thế mà lại không thèm từ chối, cứ thế này có mà chịu nổi. Ông ta nghĩ đến gì đó, bèn cho Hào Huy một ánh mắt. Hào Huy cũng đứng lên. Cậu huynh, trước kia là do tôi có mắt như mù nên muốn nhận lỗi vì hành động ngu xuẩn trong quá khứ của bản thân. Tôi cũng mời cậu một ly. Bên này, người nhà họ Hào thay nhau mời rượu lê nguyệt thiền và huỳnh thăng phát đều cảm nhận được sự không phù hợp đang định khuyên huỳnh nhân đừng uống huỳnh nhân lại tự mình nhận hết rồi cười lạnh nhạt rượu tốt là nhân phẩm tốt đến uống đi hào tinh húc và hào uy lại mừng rỡ cảm thấy đã đến lúc rồi bèn đưa cho huỳnh thăng phát một ly rượu thăng phát cô cũng mời huỳnh tiên sinh một ly đi huỳnh thăng phát không hề đề phòng chỉ cảm thấy mời huỳnh nhân một ly cũng là việc nên làm vì thế cũng cười cười đi qua anh huỳnh tôi cũng mời anh một ly, chúc anh và Tổng Giám Đốc Liễu Hòa Thuận vui vẻ, hoạn nạn có nhau. Mấy người hơi quá đáng. Lê Nguyệt Thiền bên cạnh hơi căng thẳng, đang định đứng ra vạch trần mánh khóe nhỏ của Hào Tinh Húc thì Huỳnh Nhân lại khoát tay ngăn cô ấy lại. Sau đó anh nhận ly rượu trong tay Huỳnh Thăng Phát. Cảm ơn. Ôi, anh đừng uống nữa. Lê Nguyệt Thiền muốn khuyên bảo thêm nhưng Huỳnh Nhân đã uống xong rồi. Ánh mắt Hào Tinh Húc và Hào Uy đều dán chặt vào Huỳnh Nhân, nhìn anh uống cạn ly rượu này trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng do kế hoạch đã thực hiện được vẻ mặt đồng ngọc thụ không hề thay đổi hắn ta thấy mình đã nói với cậu đường về kế hoạch của hào tinh húc rồi hẳn là cậu đường đã có đề phòng nhưng ngay sau đó hắn ta lập tức trợn tròn mắt sau khi huỳnh nhân uống xong chén rượu này thân mình vậy mà lại lảo đảo ngã về phía sau huỳnh nhân vẻ mặt lê nguyệt thiền sốt ruột vội vàng đỡ lấy huỳnh nhân để mặc anh ngã vào trên người mình. Huỳnh Thăng Phát cũng sửng sốt một chút, trong ấn tượng của cô ta, hình như tử lượng của Huỳnh Nhân đâu có kém như vậy. Ha 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 ha, tại hiện trường, tiếng cười điên cuồng ngang ngược của Hào Tinh Húc và Hào Uy vang lên. Huỳnh Nhân, quả nhiên mày đã ngã xuống. Lê Nguyệt Thiền giúp Huỳnh Nhân đứng dậy, lạnh lùng ra mặt. Thật có lỗi quá, anh Huỳnh say rượu, tôi muốn đưa anh ấy đi nghỉ ngơi. Hảo Uy cũng nhanh tay lẹ mắt chắn ngang trước mặt Lê Nguyệt Thiền. Cô cảm thấy tôi có thể tha cho các người đi à? Anh có ý gì? Vẻ mặt Lê Nguyệt Thiền thay đổi, cũng không biết vì sao, trong lòng cô ấy xuất hiện một cảm giác vô cùng bất an. Huỳnh Thăng Phát cũng ý thức được có chuyện đã xảy ra. Cô ta quay phát đầu lại nhìn về phía Hào Tinh Húc và Hào Uy. Các người đã bỏ cái gì vào ly rượu đưa cho tôi kia? cũng không có gì, chỉ là một chút thuốc mê nho nhỏ mà thôi. Hạ độc thì chúng tôi không dám, nhưng làm huỳnh nhân ngất xỉu thì vẫn có thể. Vẻ mặt hào uy trở nên dữ tợn. Huỳnh nhân, mày hại tao mất đi nhiều thứ như vậy mà còn trông mong bọn tao có thể thả các người đi sao? Hôm nay các người đừng ai mong được ra khỏi đây, nam thì bắt, nữ thì ở lại hầu hạ chúng tao đi kèm với giọng nói oán hận của Hào Uy, bỗng nhiên có một loạt tiếng bước chân rồn dập truyền tới từ bên ngoài khách sạn. Mười mấy người mặc đồ đen vọt vào bao vây quanh mọi người. chương 275, kẻ thù cũng đều xuất hiện. Những người này đều là vệ sĩ của nhà họ Hào, mặc dù tổng hợp lại thì tố chất không bằng mấy nhà giàu có như nhà họ Đồng và nhà họ Thẩm, nhưng cũng không phải kẻ mà hai thiếu nữ như Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát có thể chống lại. Hai cô gái đều lùi về phía sau ngay lập tức, vẻ mặt tái nhợt nhìn hai ba con hào tinh húc. Tất cả những chuyện này đều là ván cờ do các người bày ra. Không tôi, ân oán giữa huỳnh nhân và nhà họ hào bọn tao kéo dài đã lâu, sao tao có thể giảng hòa được chứ? Hào tinh húc vừa uống rượu vừa lạnh nhạt cười nói. Nhưng vợ anh ta lại là liễu phi tuyết, cho dù là tao thì cũng phải cân nhắc đắn đo. Vì thế tao đã nghĩ ra kế hoạch này, bữa tiệc ăn mừng này vốn được tao bày ra để trả thù huỳnh nhân. Đồ đê tiện, vẻ mặt Lê Nguyệt Thiền căm phẫn chừng mắt nhìn Hào Tinh Húc. Cô ấy dùng thân mình che chở cho Huỳnh Nhân ở phía sau. Đê tiện, ha ha, cảm ơn đã khích lệ. Hào Tinh Húc cười to. Vốn dĩ tao còn muốn một lưới bắt cả liễu phi tuyết cơ. Cô ta cũng giỏi đấy, chẳng qua cũng chỉ là một ả đàn bà mà thôi, muốn hủy hoại cô ta rất đơn giản. Đáng tiếc là cô ta không tới, nhưng vấn đề này cũng không lớn lắm. Dù sao thì mục tiêu của tao cũng chỉ là một mình huỳnh nhân huỳnh thăng phát ngã phịch xuống bên người lê nguyệt thiền nhìn nhìn bàn tay mình rồi thì thảo tự nói là tôi là tôi hại cậu huỳnh không tôi huỳnh nhân có ngày hôm nay thì phải kể đến công lao to lớn của cô đấy Hảo uy đi tới trước mặt huỳnh thăng phát nhìn cô ta từ trên cao xuống nếu chúng tao mời rượu thì chắc chắn anh ta sẽ cảnh giác nhưng cô thì không bởi vì anh ta rất thưởng thức cô chắc chắn sẽ không ngờ rằng trong ly rượu cô mời anh ta lại có hạ thuốc mê anh ta là một huấn luyện viên, để tránh cho anh ta tỉnh lại giữa chừng, tao còn cố ý tăng thêm liều lượng. Không ngủ đủ 10 tiếng sẽ không tỉnh dậy đâu, vậy nên các cô cũng đừng mong anh ta có thể tỉnh lại, ha 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 ha. Sau khi nói xong, Hảo Uy cười ha hả ánh mắt không tự chủ được đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Huỳnh Thăng Phát và Lê Nguyệt Thiền rồi liếm liếm môi. Nếu có thể chiếm lấy hai người đẹp này đêm nay thì xem như đời này anh ta sống không uổng. Rất xin lỗi, rất xin lỗi thân mình huỳnh thăng phát run rẩy kịch liệt cô ta bụng mặt liên tục giải thích với lê nguyệt Thiền. chuyện này không liên quan gì đến cô là do bọn hắn phát rồ mà thôi lê nguyệt thiền che chở cho huỳnh nhân một cách chặt chẽ trấn an huỳnh thăng phát vài câu rồi bỗng nhiên cắn răng nhìn về phía hào tinh húc và hào uy các người làm như vậy không sợ sẽ gặp phải báo ứng sao báo ứng ha ha hào uy như là nghe được cái gì buồn cười lắm vậy anh ta cười càng thêm ngang ngược ngay sau đó, tiếng cười điên cuồng im bặt, vẻ mặt hào uy lạnh như băng. Thật có lỗi, tôi không tin trò cười này. Hơn nữa cô cho rằng chỉ có tôi và ba tôi muốn anh ta chết sao. Lời này vừa dứt, Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát như nghĩ tới cái gì đó. Hai người mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Hảo Uy. Hảo Uy, đến giờ rồi, nên để những vị khách quý này lên sân khấu thôi hào tinh hút uống một hơi cạn sạch rượu trong ly rồi cười ha ha nói có thể bọn họ cũng chờ không kịp nữa rồi vâng ba hào uy đáp lại một tiếng rồi đi ra khỏi bữa tiệc mười phút sau anh ta mang về một nhóm người hùng hổ nhìn thấy những gương mặt này vẻ mặt lê nguyệt thiền và huỳnh thăng phát trở nên tái nhợt thân hình cũng run rẩy dữ dội bọn họ vậy mà lại cấu kết với kẻ thù trước kia của huỳnh nhân lê nguyệt thiền và huỳnh thăng phát không biết phần lớn những người này nhưng cả hai đều nhận ra hai người đó thế mà lại là cậu chủ nhà họ thường đã bị tiêu diệt trước kia diệp dạ nguyệt và diệp tư truy diệp dạ nguyệt chống gậy dáng vẻ đi đường hơi quái dị đó là vì anh ta từng bị một đạp của lưu an dẫm cho suýt toi mạng mà diệp tư truy lại càng thê thảm hơn cả người anh ta mềm nhũn tựa như không có xương vậy giống như một con sâu lông chỉ biết leo lên chứ không thể đi được anh ta đã từng nảy sinh ý đồ muốn bắt cóc Liễu Phi Tuyết, nhưng cuối cùng lại vì tình báo sai sót mà bắt nhầm Liễu Thụy Hoa sau đó bị huỳnh nhân chặt đứt xương cốt toàn thân, kể cả xương sống. Từ đó về sau, cả đời anh ta cũng không thể đứng lên được nữa, chỉ có thể bò trườn như những con kiến. Dù Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát không nhận ra những người khác nhưng các cô biết rằng, chắc chắn những người này đến để trả thù huỳnh nhân. Để tôi giới thiệu cho các người những vị khách quan trọng này tâm trạng của Hào Tinh Húc rất tốt, ông ta chỉ vào đám người phía sau Hào Huy rồi nói. Hai cậu ấm lớn nhỏ nhà họ thường chắc các người đều nhận ra rồi nên không giới thiệu nữa. Bắt đầu từ cụ trịnh đi. Ông ta chỉ vào người lớn tuổi nhất, là một ông già có mái tóc trắng xóa trong đám người, sau đó nói. Vị này chính là gia chủ của nhà họ trịnh. Sau khi biết được kế hoạch này, cụ trịnh đã không chút do so dự mà gia nhập với chúng ta. Nhà họ trịnh, hai mắt lê nguyệt thiền toát lên sự ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy trịnh tiến thành cô ấy đã từng nghe đến nhà họ trịnh này đó là một gia tộc thuộc dòng dõi bậc nhất thế nhưng lại bị người của huỳnh nhân tiêu diệt anh ta đã hại nhà họ trịnh tôi diệt phong còn nổ súng giết chết đứa cháu đích tôn duy nhất của tôi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta mái đầu bạc của trịnh tiến thành bay lên trong mắt toát lên vẻ oán độc cực kỳ dày đặc nhìn về phía huỳnh nhân sau lưng lê nguyệt thiền giọng nói lạnh như băng vang lên tiếp theo là văn nhân ngọc của nhà họ văn, hoác luân của nhà họ hoác, còn có. Lâm Trân Nghi, Hào Tinh Húc giới thiệu ba người liên tiếp. Mặc dù văn nhân ngọc, hoác luân và Lâm chân Nghi đều không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh như băng kia đã đủ để nói lên sát ý của bọn họ. Trong ba người thì người hận huỳnh nhân nhất hẳn là Lâm Trân Nghi. Cô ta bị Lưu An đánh nhưng nhà họ hoác lại không chỉ không báo thủ giúp cô ta mà còn đẩy cô ta ra làm vật tế, muốn cô ta tự mình đi đập đầu nhận tội với nhà họ Liễu tiếp theo là văn nhân ngọc nghe tin người nhà vì huỳnh nhân mà chết bây giờ hắn ta đã trở thành chó nhà có tang ngay cả ấm no cũng trở thành vấn đề cuối cùng là hắc luân người lúc trước ra mặt giúp văn nhân ngọc bị hắc hiền mà huỳnh nhân mời tới chửi rủa thầm tệ một trận từ đó địa vị của hắc luân ở nhà họ hắc cũng xuống dốc không phanh đây là cao thủ ở hiệp hội võ đạo hào tinh húc lại chỉ vào mấy người mặc đồ của hiệp hội võ đạo rồi nói trên mặt người dẫn đầu còn quấn một tầng băng gạc rất dày đúng là mã trung bị huỳnh nhân dùng tờ giấy cắt vào mặt trước kia mấy người còn lại mặc dù không thê thảm bằng mã trung nhưng cũng không gãy tay thì quẻ chân hẳn là giám đốc lê rất quen thuộc với vị này bỗng nhiên đề tài câu chuyện của hào tinh húc quay ngoắt sang hướng khác chỉ vào một người phụ nữ đang quấn băng gạc rất dày trên đầu cô là ai bởi vì không nhìn thấy khuôn mặt nên lê nguyệt thiền không nhận ra cô ta Lê Nguyệt Thiền, con xúc vật này, ngay cả tao mà mày cũng không nhận ra à. Giọng nói của người phụ nữ này cam hận lạnh lùng vang lên. Vẻ mặt Lê Nguyệt Thiền ngay lập tức thay đổi. Tôn Tuyết, là cô sao? Người phụ nữ này đúng là Tôn Tuyết người từng giữ chức phó tổng cùng cô ấy. Chẳng qua là vì nguyên nhân dự án xây mà cô ta bị liếu phi tuyết cách chức. Sau này lại bị Lưu An hủy dung ở bữa tiệc của nhà họ Tống. Là tao, Lê Nguyệt Thiền, tao có nằm mơ cũng muốn giết chết mày. Giọng nói của tôn tuyết thảm thiết như lệ quỷ. Nếu không phải vì mày thì tao đã không mất chức phó tổng, cũng sẽ không bị thằng khốn huỳnh nhân kia hủy dung, lại càng không bị ba đuổi ra khỏi nhà họ tôn. Mày phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Trong mắt Lê Nguyệt Thiền chứa sự khiếp sợ dày đặc, trong khoảng thời gian ngắn cô ấy không nói nên nửa lời. Khác với những người kia, Tôn Tuyết quy hết toàn bộ những đau đớn mà Huỳnh Nhân gây ra cho cô ta lên đầu Lê Nguyệt Thiền có rất nhiều người hy vọng Huỳnh Nhân chết, vì thế, đây chính là mục đích chung. Hào Tinh Húc nhìn Huỳnh Thăng Phát và Lê Nguyệt Thiền, đột nhiên ánh mắt lạnh xuống. Đem mấy cô gái này đi trước đi, đưa vào phòng, chờ lát nữa giải quyết Huỳnh Nhân xong lại tới giải quyết hai người này. Vâng, vệ sĩ của nhà họ Hào ngay lập tức đi về phía Huỳnh Thăng Phát và Lê Nguyệt Thiền. Các người muốn làm gì? Huỳnh Thăng Phát và Lê Nguyệt Thiền nhanh chóng bảo vệ trái phải Huỳnh Nhân, vẻ mặt hoảng sợ làm gì hà hào uy cười lạnh đương nhiên là giết anh ta trước rồi lại tận hưởng hai người đẹp các cô rồi cậu hào hãy giao lê nguyệt thiền cho tôi dạy dỗ đi tôi hứa sẽ dạy dỗ kỹ càng cho anh ánh mắt tôn tuyết cam hận nói vậy mời cô cô tôn hào uy lập tức nhìn về phía bọn vệ sĩ bắt lấy hai cô gái kia cho tôi huỳnh thăng phát và lê nguyệt thiền lập tức nhắm chặt hai mắt lại cũng đồng thời ôm chặt lấy huỳnh nhân Dừng tay lại hết cho tôi. Nhưng ngay lúc vệ sĩ của nhà họ Hào muốn bắt các cô gái thì một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng quát này, tất cả mọi người ở đây đều ngây người trong nháy mắt, sau đó ánh mắt lại trở nên nguy hiểm. Đồng Ngọc Thụ, anh có ý gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 275.